Ok, chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để chia sẻ cũng như là định hướng cho những anh em đang chơi Chủ yếu là mới chơi anh em nhé Những cái sai lầm mà anh em không nên mắc phải và chơi như thế nào hợp lý ở trong giai đoạn đầu game anh em ạ Cho nó đỡ lãng phí tài nguyên Ok, thì quay lại cái vấn đề sau khi ra cái phiên bản server Việt Nam thì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi liên quan đến ở trong giai đoạn đầu game anh em ạ. Nào thì tiêu game như thế nào cho nó hợp lý, nào thì nên lên con tướng nào, rồi vân va vân vân. Nói chung là toàn là những câu hỏi liên quan đến xoay quanh tiêu game và tướng. Thì mình nhận được, mình biết là sẽ rất là nhiều anh em gặp phải cái lỗi như mình. Cái lỗi đầu tiên đó chính là tiêu game để triệu hồi tướng anh em ạ. Nhiều anh em cũng comment. mình cũng có một số anh em gọi là của mình một cách tiêu cực, gọi là tào đéo tiêu game thì lấy đâu ra mà tướng để mà chơi, à, nhưng cái quận Sharon này này mình chiêu mộ hết tất cả. Lúc đầu thì khi mà vào game thì chắc chắn, mình khẳng định với các bạn chắc chắn là sẽ có rất là nhiều anh em có nhiều game bởi vì trong giai đoạn đầu game có rất là nhiều game để chiêu mộ tướng, thì anh em lại sử dụng cái lượng game đấy để chiêu mộ tướng anh em ạ thì cái đấy là không hợp lý anh em nhé game không dùng để chiêu mộ tướng các bạn đừng có sử dụng game chiêu mộ tướng cái việc đầu tiên các bạn sử dụng game chỉ để phục vụ cái gọi là cái gì nhỉ cái những cái sự kiện 7 ngày đầu tiên anh em ạ thì cái đấy là mình đồng ý sau cái sự kiện 7 ngày thì mình sẽ khuyên các bạn tích một lượng game thật là lớn để khi nó ra cái sự kiện tích tiêu thì các bạn hạng tiêu Điển hình ví dụ như cái sự kiện hiện tại đang có mà nó diễn ra, gọi là diễn ra hàng ngày Đó chính là cái Limited Exchange trong cái game này này Như các bạn đã thấy thì uh, có cái SR Coin Cái SR Coin này thì các bạn có thể đổi, mình có thể đổi được ra tướng anh em nhá Và chính vì nhờ cái SR Coin này thì mình đã có thể đổi được con Ultimate bư Anh em thấy không, 33 trên 99 Mình đã đổi 33 mảnh cái con Ultimate bư để lên được nó Max Sun mình hoàn toàn đổi con ultim bư anh em để mắc săn anh em ạ đó đó là cái lợi thế bởi vì mình tích game ở đây các bạn có thể thấy cái sự kiện tích tiêu là nó như thế này này thế nên là về cái sự kiện tích tiêu thì anh em cũng phải tính toán làm sao tiêu game cho nó hợp lý để tiêu chẳng hạn như các bạn tiêu 1.000 game thì các bạn có 100 cái sr coin này này đấy nếu như các bạn tiêu 10.000 game thì các bạn sẽ có 2.000 sr coin có nghĩa là một lần tiêu 10.000 Thì nó sẽ khác biệt với 10 lần tiêu 1.000 anh em ạ Nó khác biệt rõ ràng Nếu như mà anh em một lần tiêu 10.000 các bạn sẽ được 2.000 đúng không 1, 2 đúng rồi Và 10 lần tiêu 1.000 thì các bạn sẽ chỉ được 1.000 mà thôi Thế nên là chúng ta sẽ thật sự tích thật là nhiều game anh em ạ để tiêu một phát anh em nhé và khi tiêu ấy thì mình sẽ khuyên các bạn tiêu để nâng cấp những con tướng khi bác nâng cấp những con tướng này lên nó sẽ kích hoạt chỉ số bond cái kích hoạt chỉ số này này nó làm cho những cái chỉ số này nó tăng lên đâm ra tất cả con tướng của bạn đều có chỉ số cao thì nó sẽ tăng lực chiến anh em ạ như em thấy đội hình chính của mình hay là cái đội hình phụ thậm chí là những cái con tướng ss mình cũng lên mắc lên mắc san anh em ạ điển hình như con goku đây tại sao mình lại nâng con goku lên mắc san các bạn nhìn thấy không năm sao này nó kích hoạt một dòng chỉ số kháng phép này đấy nó kích hoạt một dòng chỉ số vật lý này anh em thấy không nó sinh hoạt hai dòng chỉ số kháng vật lý có nghĩa là có ba dòng chỉ số anh em ạ nó có ba dòng hai cái thủ vật lý và một cái phép thế tại sao lại không nó lên max anh em ạ thì đấy là một cái tích tiêu game hợp lý vào những cái con tướng để chúng ta sẽ tận dụng cái tài nguyên nhiều nhất có thể đó là về vấn đề tiêu game anh em ạ tiêu để nâng cấp tướng vừa có 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 nhận được cái sự kiện tích tiêu mà anh em có thể tăng lực chiến thì cái đấy là hợp lý tiếp theo đó chính là cái câu hỏi cái câu trả lời cho tất cả những cho cho mấy cái anh em mà hay comment vào trong cái video của mình là đéo tiêu game thì lấy đâu ra tướng đéo tiêu game thì lấy đâu ra cuộn triệu cuộn triệu hồi này thì chẳng hạn như là ở cái phiên bản việt thì mình chưa chơi thế nhưng mà ở đây là tặng trái tim thì có thể đổi ra cuộn triệu hồi cuộn triệu hồi này thì triệu hồi tướng thì có cái gì đâu anh em mà nói thật với các bạn những cái con tướng ss thì sau này nó miên man ra thế nên là các bạn phung phí cái tài nguyên vào cái cuộn triệu hồi kia nó là sai lầm anh em ạ sau này Mạnh tướng thì dễ kiếm Còn game thì rất là khó kiếm anh em ạ à. Các anh em lưu ý cho mình một điều Càng về sau thì tướng càng dễ kiếm Chủ yếu là các bạn có game hay là không có game ờ, Sẽ có một số anh em Nói là Trong trường hợp tích game thì chơi cái con tướng nào Thì mình nói thật với các bạn Chỉ sợ các bạn không lên được tướng thôi Nếu như mà các bạn lấy ra một con tướng Chẳng hạn như mình lấy ra một con tướng Goku SS này này Maxxan mình đấu với một con tướng chẳng hạn như là uh, một con tướng 5 sao đi, 5 sao uh, Black đi. Đấy, 5 sao Black mà đấu với Goku SS Maxxan thì mình khả, khẳng định với các Black bị đấm bị đấm vỡ mồm ngay lập tức. Thế nên là chỉ sợ các bạn không lên được tướng thôi. Nếu như mà trong giai đoạn đầu game thì mình sẽ khuyên các bạn cứ tích game và lên những cái con tướng bình thường hệ SS bởi vì cái hệ SS vẫn là có những cái tận dụng của nó những cái ưu điểm của nó chẳng hạn như là trong cái Advance Warrior này, cái đối với cái con uh, Red uh, Raven Army này này anh em này thì anh em sẽ chỉ sử dụng được tướng SS mà đánh mà thôi. Đó thì đấy là cũng có là một cái tận dụng hay mà tướng SS không không đơn thuần nó là yếu hẳn đâu anh em ạ. Chủ yếu là anh em lên được nó max san thì nó sẽ khỏe đấy trong cái thời gian đấy thì anh em có thể đi phó bản đi ải để lấy những cái cuộn triệu hồi rồi porunga thì để anh em triệu mộ tướng và mình sẽ khuyên các bạn nếu như xác định chơi một cái con tướng nào rồi thì hãy áp nó lên mắc đến kịch kìm mà thôi đó chứ không nên lên giờ con này rồi lại lên con kia Đối với những anh em free to play hay là thậm chí nạp một ít gì đó ở trong cái game này thì mãi mãi các bạn sẽ không theo đuổi được meta Mình khẳng định với các bạn như thế, cái game này vốn dĩ là nó là vậy, game nào đi chăng nữa Nếu như các bạn không nạp hoặc các bạn nạp ít thì các bạn sẽ mãi mãi không theo đuổi được cái meta Bởi vì nó ra tướng rất là nhiều Thế nên, thêm một cái lời khuyên nữa đó là nếu như tích game để tiêu thì tích thì tích cho chót anh em ạ Như ví dụ ở đây mình có cái SR coin thì anh em sẽ tích làm sao để anh em tính toán làm sao để đủ đổi đủ mảnh anh em nhé Đủ mảnh lên nó mắc cái kim thì hãng đổi luôn Còn nếu như mà không mắc được cái con đính ngay lập tức thì anh em sẽ không đổi nữa Bởi vì nếu như anh em cứ đổi một tí một tí một Thế đến lúc lên được mắc săn rồi ấy anh em Lên được mắc của nó ở cái thời điểm này ấy Thì nó out meta mẹ rồi anh em ạ à, Nó out meta mẹ rồi Lúc đấy lại phải chạy theo một con tướng khác Thế thì Thế thì không nên không nên như vậy anh em nhé, một phút đại bàng còn hơn một ngàn năm chim sẻ. Chúng ta cứ tích, tích đủ khi nào mà cảm thấy, khi nào mà nhìn thấy được là cái chỗ lượng tài nguyên đấy có thể đổi ra được một con tướng Maxani. Thì lúc đấy hạng xóa, xóa luôn cái thời điểm mà cái con tướng đấy đang ở trong meta. Thì nó là chân lý anh em ạ, à? nó là chân ái luôn, nó là tuyệt vời. Cái này là đòi hỏi anh em phải chịu đựng được anh em ạ. À? phải đòi hỏi anh em chịu đựng được. được còn đối với những anh em free to play thật ra thì đổi một con tướng trong meta mà anh em lên được 5 sao chẳng hạn là mắc moon sau khi đó thì trả lên được nó nữa thì nó cũng chả còn hiệu quả gì cả anh em ạ nó không còn hiệu quả gì cả bởi vì một con tướng mà để mà so sánh cái để mà trải nghiệm được cái con tướng đấy nó có mạnh hay không thì chỉ khi anh em áp mắc cái con tướng đấy lên thôi đó chứ không thể nào mà đem một con tướng năm sao vào so sánh với một con tướng năm sao kia. Đấy nói lại cái vấn đề này, anh em không thể nào lấy được hai con tướng năm sao mà cho vào đấu với nhau rồi. Ôi thì đi, con này năm sao mạnh hơn con này, nó không có những con tướng nó sinh ra về lết anh em ạ. Cái chỉ số hay là những cái skill của nó phải lết game nó mới lết được. Còn những cái con tướng đầu game thì thật ra thì đam to mấy cái đam to nó chỉ là đầu game thôi, về sau nó không xin nha anh em ạ. Thế nên là cố gắng nhất có thể lên một con tướng ở trong meta tích thật là nhiều tài nguyên mà lên luôn được con tướng đến mắc thì là ok anh em nhá. Tiêu game nói rồi này, lên tướng mình nói rồi này, tiếp theo mình sẽ nói đến cái việc lên nên nên lên, lên partner như thế nào? Partner là những cái con đồng hành hay là tiếng Việt nói như thế đấy anh em. Thì đây, có rất là nhiều cái con partner ở trong giai đoạn này, hiện tại mình đang chơi và một số con partner sẽ hữu dụng ở trong giai đoạn đầu game. Con đầu tiên chính là con 33. Còn 33 này cực kỳ hữu dụng anh em ạ. À. Nó giảm cái tốc độ đánh của đối phương và đam theo phần trăm máu 5,5% của tổng lượng máu. Cái slow attack này cái giảm tốc độ đánh nó kéo dài rất là lâu, 9 giây chứ không phải ít anh em ạ. À. Thì cái con này khi vào đầu trận nó sẽ ra skill của con 33 này sẽ ra skill rất là sớm. Thế nên mình sẽ khuyên các bạn ở vị trí đầu tiên là anh sẽ lên con 33. Cái này mình đang nói free to play anh em nhé. Đối với những anh em mà nạp ít hoặc là không nạp thì lên con 33. Còn tiếp theo anh em nên lên đó chính là con Santa đó, Con Santa này nó không phải là tuyệt đỉnh Thế nhưng mà nó có một cái đó là cộng 20% tấn công trong 9 giây Và cái skill này nó cũng ra rất là sớm Anh em ạ, chủ yếu là nó ra sớm Và cái con thứ ba mình muốn khuyên anh em lên là cố gắng lên được cái con mèo này Anh em ạ carry mấy con mèo này sẽ sau này sẽ rất là hữu dụng thì đấy là ba con mà mình muốn khuyên anh em nên lên đó những cái con này thì mình nghĩ là cho vào cái đội hình phụ thôi Và tại sao mình lại khuyên như thế này Tại sao không phải là lên con à? kinh nhân mà Thật ra kinh nhân mà cũng chưa mới chắc mạnh Mạnh là ba đâu anh em ạ Thật sự chưa chắc mạnh mà còn 33 ba Và trong khi đó tia của nó những cái chỉ số nó, nó, nó nhiều hơn Chỉ số đóng ở đây qua trò có quan trọng thì có quan trọng thật Thế nhưng mà vì lý do cái con kinh nhân ma này này Nó ra skill rất là chậm anh em ạ Nó lâu anh em khi nào đội hình mình, con khi đội hình chết hết rồi thì nó mới ra skill thì đấy nó không tính tiền, lúc đấy thì xong bố nó trận rồi, thì sẽ ưu tiên những cái con nào vừa hữu dụng ở trong giai đoạn đầu game nhá, chỉ số nó mang lại không nhiều, thế nhưng mà cái skill đem lại cái hiệu quả anh em ạ à. nó ra skill càng sớm càng tốt thì là ok, thì quyết định trận đấu ngay từ lúc dàn đầu à, lúc đầu game luôn, thì đấy ba ba, Santa và con mèo Sabin trong trong khi nếu như anh em không có Garin thì mình sẽ khuyên các bạn lên cái con Gero này để 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 hút năng lượng thì đấy đấy là một cái lời khuyên tiếp theo đối với partner đối với những cái con đồng hành thì nên chọn ba cái con đấy bốn cái con đấy ở trong giai đoạn đầu game bởi vì những cái con đấy là những cái con ra skill gọi là cái gì nhỉ rất là sớm ở trong giai đoạn đầu game anh em mà nó quyết định được trận đấu luôn thì đấy là về cái đồng hành anh em nhé OK tiếp theo cái cuối cùng đó chính là về cái 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 uh, shop clan mình đã nói một lần rồi bây giờ mình vẫn nói lại về cái clan này mình đã nói một lần rồi bây giờ mình vẫn nói lại là cái con anh này này không dùng để mua mảnh tướng ở trong giai đoạn đầu game chúng ta sẽ áp mắc cái chỉ số ở trong clan này cái đã anh em nhé cái chỉ số này mới là cái quan trọng này này thời thế tạo anh hùng lại nói lại là mỗi một con tướng của nó đều có một thời thôi. Thế nên là việc các bạn có sở hữu một con tướng kinh khủng đi chăng nữa mà nó chỉ số nó bét tè là nhẹ thì cũng bằng hòa anh em ạ. Chỉ số nó không có thì đánh đấm cái gì. trong khi đó là một con tướng bình thường nó không cần chất lắm anh em hiểu không? mà các bạn chỉ số cao nó vẫn là ok anh em ạ, nó vẫn là ok. Thế nên là mình sẽ khuyên các bạn có cái coin này này, coin clan này này sẽ áp chỉ số trước, mắc chỉ số nó lên thì hãng sử dụng cái đấy cho 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 cho, cho mảnh tướng nhưng mà sử dụng vừa phải thôi anh em nhé. OK, đó chính là về cái 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 gì nhỉ? cái coin clan và tiếp theo đó chính là cái cuối cùng đó chính là triệu hồi tướng. Nhiều bạn xem cái video triệu hồi tướng Poronga của mình thì mình không biết ở cái phiên bản server Việt Nam nó như thế nào. Đấy nhưng mà ở đây mình sẽ nói như thế này này. Ờ uh, nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình cứ ấn một cuộn một tại sao không ấn 10 cuộn phát thì thật ra nói như thế nào nhỉ? Uh... nếu như mà anh em triệu hồi uh, bất kỳ một con tướng nào đó chẳng hạn như là mình đang có đây là con kitbu đúng không? Anh em ấn 10 cuộn sum nó ra ở cuộn thứ 10 thì nó cũng reset lại anh em nhé Nếu như anh em triệu hồi 10 lần thì nó cái 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 cái, cái cái ước mơ nó tích lũy này này cái điểm tích lũy 60 này anh em này ví dụ như anh em ấn 10 lần cuộn triệu hồi thì nó nếu như nó ra thì nó sẽ mất 10 lần đua nếu như mà anh em triệu hồi một lần mà nó ra thì nó chỉ cũng chỉ tính một lần thôi anh em ạ cái chủ yếu là cái ăn điểm tích lũy mình vẫn khuyên các bạn sẽ chỉ ấn một phát một chứ không ấn 10 phát một anh em ạ mình cái này khó giải thích nha nhỉ? hy vọng là anh em hiểu ví dụ như anh em ấn 10 lần triệu hồi mà nó ra tướng con free ra thì cái tiềm điểm, điểm tích lũy nó sẽ vẫn về không anh em ạ. Mà nếu như các bạn ấn một quận triệu hồi mà nó ra free ra thì cuộn tích lũy nó vẫn về không anh em ạ. Đấy là cái sự khác biệt. Đấy là sự khác biệt. Anh em hiểu không? Chủ yếu là nó ra ở quận thứ mấy. Ví dụ như các bạn ấn 10 quận triệu hồi mà nó ra thứ thứ thứ, thứ, thứ quận thứ ba anh em thì bảy cuộn kia coi như là anh em bị phí. Anh em hiểu không? Đấy nó là nó là như vậy. Ôi giời mệt quá. Đây là Mình nghĩ là tạm thời Tạm thời Đây là tất cả những gì mà mình <laughs> muốn chia sẻ với anh em À thêm một cái vấn đề nữa Mình không biết ở phiên bản Việt Nam nó như thế nào thế Nhưng mà phiên bản này này Cái Như các bạn đã biết cái lút này Cái lút để nhận được cái coin này này Ví dụ như 22 Mình sẽ nhận được 22 cái coin này trên 1 giờ Mình đang ở vị trí số 7 Bây giờ ví dụ như là mình sẽ không nhận claim anh em nhé Mình sẽ đánh Chết mẹ rồi Thôi cứ ấn thử Mình sẽ đánh thêm một cái vị trí nào đó Để mình leo lên top Mình Đéo đánh được ai anh em ạ Ok đánh thử thằng này đi Nếu như lên thì là hên Ôi hên rồi Anh em thấy không 2134 mình vừa đánh Mình leo đến vị trí thứ 5 nhá Vừa rồi là 7 Và được 2134 Bây giờ mình thoát ra này và khi mình vào lại ấy thì nó sẽ nhảy lên là 2425 bởi vì cái điểm đấy nó sẽ 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 ăn vào cái 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 gọi là cái gì nhỉ? Cái vị trí mà vừa rồi mình lút, vừa rồi chỉ được 22 cái trên 1 giờ, bây giờ là 25 cái rồi. Thế nên là anh em không quan trọng là anh em lút ở vị trí bao nhiêu thì quan trọng là anh em khi mà nhận thưởng ấy, anh em đánh một phát lên top, sau khi đó thì mới nhận thưởng. Bây giờ mình mới nhận. Đó ví dụ là như vậy. Ok anh em hy vọng là cái video này hữu ích một chút cho những anh em chơi mới chơi cũng như là đang chơi nếu như anh em mà uh, nó hữu ích với anh em thì hy vọng là anh em để lại cho mình một like vài cái comment và chủ yếu là sub kênh cho mình anh em nhé còn video ngày hôm nay thì mình rất là mệt rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình và xin hẹn gặp các bạn ở những video clip sau.